đề nghị các đồng chí nhắc nhở là những cái trường hợp là gây tiếng ồn quá thời gian quy định sau 10 giờ đêm để giữ sự trật tự bình yên, và tăng cường kiểm tra xử lý những cái vi phạm về nồng độ cồn. Các vị rõ chưa? Hàng đêm, các chiến sĩ cơ động bắt đầu thực hiện nhiệm vụ tuần tra từ khoảng 7 giờ 30 tối cho đến sáng sớm ngày hôm sau. Phương tiện công cụ hỗ trợ đã sẵn sàng, các chiến sĩ nhận nhiệm vụ xuất phát hướng về những cung đường ngõ hẻm để đảm bảo an ninh trật tự trong dịp Tết Nguyên đán. Phát hiện một nhóm thanh niên tụ tập ở khu dân cư 577 ở phường Trương Quang Trọng, thành phố Quảng Ngãi có biểu hiện đua xe trái phép. Các chiến sĩ nhanh chóng tiếp cận, thực hiện các biện pháp nghiệp vụ, xử lý, nhắc nhở các trường hợp vi phạm. Mời em xuất trình giấy phép lái xe, đăng ký xe đây kiểm tra. Dạ em đến quen nhỏ rồi anh. Từ thời điểm kiểm tra là em không chứng minh được nguồn gốc xe đúng không? Sao đây xe của em? Dạ xe của em. Em xe năm bao nhiêu? Dạ hơi coi tư. Hơi coi tư là em chưa có giấy phép lái xe đúng không? Không có giấy phép lái xe thì em có đủ điều kiện để điều khiển xe không? Và xem điều khiển xe. Em biết lỗi. Lỗi của em là gì? Chưa đủ tuổi lái xe. Lỗi của em là chưa đủ tuổi lái xe. Thôi, xe đây xe của em. Là xe của em. Đứng tên của là anh hơi. Xe của em mà sao là đứng tên của anh hơi em? Em chưa đủ tuổi. Rồi bạn lái xe đâu? Giờ đăng ký xe là hiện giờ là anh hơi giữ. Qua tới cái thi mà sao bây giờ là điều khiển xe máy. Dạ thì giờ em không có chứng minh được nguồn gốc xe của em nào rồi. Nếu như em có chứng minh xe của em thì phải có đăng ký xe. Bây giờ em không xuất trình được giấy đăng ký xe thì không có chứng minh được đây là xe của em. Thay lúc nhỏ nó loạn nhanh nè. Thôi không đi. Thứ nhất là không có giấy hậu nè. Không có, chưa có giấy phép lái xe nè. Không có đăng ký xe nè. Là anh có thể giữ xe của em nè. Nhờ những đêm trắng tuần tra của các chiến sĩ mà rất nhiều trường hợp người dân vi phạm an toàn giao thông, nồng độ cồn, các đối tượng thanh thiếu niên có biểu hiện quá khích, manh động, tụ tập đua xe trái phép, trộm cắp, cướp giật trong dịp Tết đã được xử lý kịp thời. Bản lĩnh khi đối mặt với người vi phạm, trấn áp tội phạm, nhưng các chiến sĩ là những người giàu tình cảm, nghĩa tình với nhân dân. Nhiều trường hợp người dân gặp sự cố trên đường, các chiến sĩ cũng sẵn sàng hỗ trợ, giúp đỡ, để lại những hình ảnh tốt đẹp về người chiến sĩ cảnh sát cơ động trong lòng nhân dân. Phúc giao thừa. Với đặc thù nghề nghiệp, các cán bộ chiến sĩ cảnh sát cơ động gần như năm nào cũng đón Tết tại đơn vị trên các cung đường nhiều hiểm nguy và phức tạp. Vì vậy, vui riêng của bản thân để toàn tâm toàn ý cùng đồng đội triển khai các biện pháp nghiệp vụ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Điều kiện cho cán bộ chiến sĩ nói chung mình ngày nào năm nhiều đợt tuần tra cả ngày lẫn đêm từ ngày 15 tháng 12 năm 2000 bị tổ công tác vẫn bám trụ trên tuyến đường, con phố, con hẻm để tuần tra cảnh gác. Niềm vui và hạnh phúc của nhân dân trong mùa xuân mới chính là món quà ý nghĩa ngày Tết, là động lực để các chiến sĩ tiếp cơ động chúng tôi vì nhân dân, vì hạnh phúc cuộc đời, quyết chung hồn trái tim tôi là người con bảo vệ đất nước, viết lên một khúc ca là bài ca vì quê hương tuyệt vời, những vô vàn kính yêu là tình yêu đất nước tôi, quyết không ngại khó khăn vì ngày mai về tổ quốc sang ngời, xuân ơi biên cương qua bao gian khó.